Xin chào tất cả mọi người, đầu xuân năm mới cho em gửi lời chúc sức khỏe tới toàn bộ các cô chú anh chị em yêu hoa lan trên toàn quốc. Hôm nay kênh Lan Rừng Vĩnh Phúc của em có về được một số loại lan như sau ạ. Sau đây em sẽ quay tổng quát cho mọi người xem nhé. Đây là toàn bộ số lan của ngày hôm nay nhé. Sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết từng loại ạ. Loại đầu tiên đây là nhất điểm hoàng nhé. Đây ạ. Nhất điểm hoàng thì em bán với giá là 150.000 một ký nhé các bác nhé. Có cả cây dài và cây ngắn nhé. Đây ạ. Đây, những cây này tương đối dài nhé. Lá của nó có màu ám vàng đấy. Đây, có một số cây của nó thì rất là xanh luôn. Đây, những cây nào ở vùng nhiều nắng thì lá sẽ màu vàng. Đây có những cây nó chỉ ngắn như thế này. Cây rất là đẹp luôn nhé, đang có tình trạng cây này đang có lụ nhé các bác nhé. Đây ạ. Cây nào cái đấy là đang có lụ hết nhé các bác nhé. Đây. Các bác về ghép là chỉ việc chơi hoa luôn ạ. Đây là nhất điểm hoàng ạ. Em bán giá là 150.000 một ký nhé các bác nhé. Tiếp theo đây là trúc Phật Bà nhé. Trúc Phật Bà đấy ạ. Trúc Phật Bà thì mùa này đã là qua mùa hoa rồi ạ. Đây ạ. Một số cây nó đã tàn hết hoa rồi ạ. Mặt bông của nó đây các bác nhé. Trúc Phật Bà đấy. Mùa này thì các bác ghép là rất là thích hợp luôn. Mùa này thì mình không cần phải phân biệt là thân tơ hay không nữa ạ. Thì là thân tơ nó có gãy hay không thì nó đã ra hoa hết rồi nhé các bác nhé. Đây ví dụ như những cây này bị gãy đầu ngọn như thế này nhé. Mùa này thì mình không cần phải để ý đến nó gãy đầu ngọn nữa nha các bác nhé, vì là nó đã trổ hoa hết rồi ạ. Chủ yếu là những mầm gốc mà đây các cây con nó bắt đầu đang phát triển rồi ạ. Đây nha các bác nhé. Hàng trúc Phật Bà này thì em bán với giá là 450.000 một ký nha các bác nhé. 450.000 một ký hàng trúc Phật Bà đấy. Thân rất là to luôn đấy, có một số cây ấy. Đây ạ. To hơn cả ngón tay của em nha các bác nhé. Đốt là hàng này là đốt hàng đốt ngắn đấy ạ. Rất là đẹp đấy. Hoa của nó cũng tương đối thơm nha các bác nhé. Đây. Cực là to luôn đấy. Tiếp theo đây là chầm tím nhá. Đây ạ. Tình trạng cây là em xin thông báo các bác là nô chầm tím bên này là có một số cây là nó đã bị gãy một phần đầu ngọn ạ. Nhưng mà cây rất là khỏe luôn ạ. Đây ạ. Đây có một rề rất là to luôn ạ. Rất là nhiều thân tơ nhưng mà nó bị gãy hết ạ. Nó gãy chỉ còn cách gốc độ mấy cm ạ. Nhưng mà cái bụi này của nó em đếm nó khoảng 5-6 thân tơ đấy. Rất là nhiều thân tơ đấy. Nó bị gãy. Các bác yên tâm là khi mà nó gãy thì nó vẫn mầm gốc của nó vẫn phát triển bình thường nhá. Đây kể cả những mầm này, mắt của ngủ của nó vẫn còn nguyên đấy. Đấy. Tình trạng cây đấy là em đã phân ra làm hai lô nhá. Những cái lô mà gãy một phần ngọn này em để riêng đây ạ. Đây ạ. Đây nha các bác nhé. Đây nó gãy một phần đầu ngọn này. Đấy, lô này thì em xin bán với giá là 950.000 một ký nha các bác nhé. Đây ạ, lô bên này ạ.
nô gãy ngọn nhá. Tiếp theo là bên này em có một nô này là nô hàng đẹp nhé các bác nhé, 100% thân tơ là không bị gãy. Đây ví dụ như bùi này ạ, thân tơ vẫn còn nguyên vẹn này nhá, đây ạ, đầu ngọn vẫn nguyên nhé các bác nhé. Đấy thì em đã phân dành hai nô rồi đấy. Đây, bụi nào bụi đấy là thân tơ vẫn là nguyên vẹn nhé. Đây, có những cái thân tơ nó rời như này thì nó vẫn là vẫn phát triển rất là khỏe nha các bác nhé. Đây, rất là to luôn đấy, nó rời ra như này về mình ghép vào là nó phát triển đấy. Nguyên vẹn luôn. Đấy, cái lô này bình thường thì em bán với giá là 1.200.000 một ký nha các bác nhé. Thì hôm nay em khuyến mại thì em giảm giá đấy, thì còn 1.150.000 một ký nha các bác nhá. Đây là hàng thân tơ là không bị gãy gì dập gì nhá. Đây, có cái rể này rất là nhiều thân ạ. Đây rể này cũng tương đối to, đây có 4 thân tơ luôn ạ. 1 2 đây ạ, 3 đây ạ, 4 thân tơ. Thì trong đó có một cái thân này nó bị gãy gập một chút này, đây ạ. Đấy, nó gãy gập rồi. 4 thân tơ thì có thân này gãy gập rồi, thân này thì cũng bị gãy một phần ạ. Đấy, một phần này, ngọn này. Đấy, thì có hai thân nguyên vẹn nhá, thì em vẫn tính vào hàng nguyên vẹn nha các bác nhé. Cái phần gãy này thì em có để nguyên cho các bác nhé, về các bác có thể cắt ra để gươm kia cũng được nhé. Đây. Đấy. Còn đây em có một dề rất là to luôn ạ. Dề chầm này đấy. Rất là nhiều thân ạ. Cái dề này thì em đếm nó khoảng là sao nào? 1 2 1 2 3 4 thân, 5 thân, 6 thân. Rể này có khoảng 6 thân tơ đấy. Nhưng mà có một thân thì nó bị gãy như thế này ạ. Đây, nó gãy một phần như thế này. Đây. Cái rể này của nó khoảng 1 ký thì đấy, hơn 1 ký đấy. Khi mà các bác mua thì em sẽ cắt bỏ hai cái phần này đi nhá. Em sẽ không cân cái phần này đi ạ. Đây, cái rể thân tơ này nhá. Thì nó gãy gần gần sát gốc ấy, nhưng mà mầm mắt ngủ của nó vẫn còn đấy nhá các bác nhá. Thì khi mà các bác mua thì em sẽ cắt bỏ luôn như thế này. Em sẽ không bao giờ cân cái phần gãy dập này nhá các bác nhá. Đây. Những phần này là em bỏ hết, cắt bỏ hết. Đấy. Có một rể rất là to luôn đấy. Rất là ít khi là có cái rể chầm nào nó khoảng 1 cân hơn 1 cân như thế này ạ. Đấy, bác nào mà thích thì sưu tầm cái rể khủng thì liên hệ trực tiếp với em nhá. Tiếp theo đây là Long Tu Xuân nhá. Đây ạ. Hàng có lũ hết rồi nha các bác nhá. Đây ạ, một số cây đang phát triển này ạ. Mầm gốc cũng bắt đầu phát triển rồi nha các bác nhá. Mùa này các rất thích hợp để các bác ghép Long Tu Xuân ạ. Đây, quay cho các bác xem cái hoa của nó đấy. Đây, đấy, Long Tu Xuân đấy. Hàng Long Tu Xuân này em bán với giá là 220.000 một ký nha các bác nhé. Đây. Tiếp theo đây là Hoàng Thảo Kèn nha các bác nhé. Đây là kèn rừng, chuẩn kèn rừng nha các bác nhé. Hàng kèn rừng Myanmar đây ạ. Em cởi cho các bác xem một bó đấy. Một bó này nó khoảng 5 thân ạ. 5 đến 6 thân hoa đấy. Thì em bán với giá là 300.000 một bó nha các bác nhé. Đây ạ. Tính ra là nó khoảng 5 bụi đấy ạ. Đây ạ. Đây ạ. Đây là 1. Em đếm cho các bác xem này. 1 này. 2 này. 3 này,
4 ạ. 5 thân 5 bụi nhé các bác nhé. Đây ạ, thì em bán với giá là 300 nghìn một bó như này nhé. Đây kèn rừng Myanmar chuẩn hàng rừng nhé. Nó có cả thân giả lẫn thân tơ nhé các bác nhé. Không như các loại kèn đang bán trên thị trường mà 100% thân tơ đấy là kèn tàu nhé các bác nhé. Của em là hàng chuẩn kèn rừng hàng Myanmar nhé. Bông của nó rất là đẹp luôn. Đây em cho các bác xem nhé. Đây ạ, đây là giò kèn rừng của em, đây là hàng Myanmar đấy nhá. Bông của nó rất là đẹp luôn đấy. Nếu so với kèn Lai Châu nó còn thậm chí nó còn rất là hơn rất nhiều luôn. Cánh rất là to. Đây, kèn Lai Châu thì nó có màu ám ám đỏ nhá, nó không có được tím đậm như thế này đâu các bác. Đây, mặt bông của nó đây. Rất là sai bông nhá, đây là giò của em đấy. Đây, mầm gốc nó đang phát triển này. Mới trèo cái này nên được có khoảng một tháng. Cái này cần rừng thì nó sẽ dễ sống hơn so với cái cần tàu nha các bác nhé. Tỷ lệ sống của cần tàu nó chỉ rơi vào khoảng 3-40% ạ. Đấy. Cần Myanmar cái bông của nó rất là to luôn, đẹp luôn. Tiếp theo đây là thạch hậu tía nha các bác nhé. Đây ạ. Có công dụng bồi bổ khí huyết, trị khô miệng, gầy gò, ốm yếu ạ. Đặc biệt là bổ thận tráng dương nha các bác nhé. Các bác có thể dùng cái loại này để ngâm rượu nhé. Hoặc là dùng nước trà, uống làm trà đấy. Thì cái loại này thì mùa này cây bắt đầu xuống cái lá rồi. Có một số cây là bắt đầu có mắt nụ rồi nhá. Đây ạ, em lấy nét cho các bác xem nụ của nó đây. Đây nha các bác nhé. Đây mắt nụ của nó bắt đầu sưng lên rồi. Một số cây này bắt đầu có mắt nụ rồi nha các bác nhé. Cái hàng này thì nó đợt này thì nó nô này nó về hơi ngắn nhá, thì em bán với giá là 750.000 một ký nhá các bác nhá. Đây ạ, các bác một bó của nó đây ạ. Nó rất là nhiều, đây các bác có thể mua theo bó nhá. Một bó này của nó là 100.000 nhá. Được rất là nhiều cây luôn ạ. Đấy. Đấy, các bác nào mua theo bó thì mua báo em nhé. Hoặc là tính theo ký nhé. Ký, theo ký thì có thể báo em nhé. 100.000 một bó và một ký của nó là 750.000 một ký nhé các bác nhé. Đây là toàn bộ số lan của ngày hôm nay ạ. Các bác nào sưu tầm thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 01665 323 666. Em tên là Bao, em ở Thổ Tàng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc nhé. Kênh của em là Lan Rừng Vĩnh Phúc. Các bác muốn xem mặt hoa thì cứ vào cái Zalo của em là sẽ có mặt hoa của các loại lan này luôn ạ. Đấy. Ngoài các loại lan thì em có bán thêm các loại phần thuốc nha các bác nhé. Các bác cần loại gì thì cứ alo cho em. Và em có bán thêm chậu gỗ và dớn khúc nhé. Ở đây em sẽ quay chi tiết một lần nữa. Đây là toàn bộ số lan nha mà em có đấy. À tiếp theo em quên mất lúc nãy em vẫn chưa giới thiệu bạch nhàn ạ. À, đây bạch nhàn đây em thì có khoảng 2 ký gì đấy ạ. Đây bánh nhàn này thì em bán với giá là còn 2 ký này thì em bán với giá là 200.000 một ký nhé các bác nhé. Đây là bánh nhàn này. Đây các bác sưu tầm thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Tôi xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày làm việc cuối tuần vui vẻ nhé.